Rất vui được gặp quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, cách đây 113 năm, từ ngày 5 tháng 6 năm 1911 cho đến tháng 6 năm 2024, Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, qua đó trở thành một dấu mốc lịch sử, mở ra một thời đại mới cho đất nước ta, dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta. Và thời đại đã sinh ra người, và chính người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta và thời đại chúng ta. Khác với tất cả các sĩ phu yêu nước bậc cha chú và các phong trào do họ lãnh đạo, người đã nhận thức việc cần làm ngay đó là phải tìm ra con đường cứu nước đúng đắn, tức là con đường vừa khoa học vừa cách mạng, đáp ứng được yêu cầu lịch sử của dân tộc, đồng thời phù hợp với xu thế thời đại. Với năng lực trí tuệ sắc sảo và một vốn học vấn chắc chắn, Hồ Chí Minh hiểu nguyên nhân thất bại của các phong trào chống Pháp không phải là vì thiếu lòng yêu nước hay chí căm thù hay khát vọng độc lập tự do, mà cái thiếu căn bản là tư tưởng tiên tiến soi đường. Bước chân trở về sau 30 năm bôn ba, bắt đầu từ địa cầu núi rừng phía Bắc Tổ quốc, những điều có ý nghĩa vô cùng sâu sắc là sự trưởng thành gắn liền với vận mệnh của đất nước. Hữu chí tất thành, có chí thì nên. Tuổi trưởng thành của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mang cái tên đầy ý nghĩa, và người đã không phụ lòng mong mỏi và niềm hy vọng của người cha kính yêu của mình và của cả thế hệ người đi trước. Nhưng so với các thế hệ tiền bối, con đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành có khác. Không đông du theo tiếng gọi của các sĩ phu, Nguyễn Tất Thành thực hiện chuyến Tây Du, một con đường chưa được khám phá, nhưng ở đấy là đất nước của kẻ đang khai phá văn minh cho An Nam. Hành trang cứu nước của người là lòng yêu nước nồng nàn, truyền thống ham học, ý chí kiên cường, sẵn sàng vượt khó vượt khổ vì độc lập của đất nước, tự do của nhân dân. Với hai bàn tay trắng và lòng quyết tâm sẽ làm bất cứ việc gì để sống và để đi, người đã tìm ra con đường giải phóng dân tộc Việt Nam khỏi áp bức nô lệ, con đường cách mạng vô sản. Tháng 7 năm 1920, qua báo Nhân đạo Pháp, được đọc luận cương của Lenin về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa, Nguyễn Tất Thành, khi ấy lấy tên là Nguyễn Ái Quốc, vui mừng đến phát khóc. Hỡi đồng bào bị đọa đầy đau khổ, đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta. Sau khi tìm được con đường đúng đắn để cứu nước, giải phóng dân tộc, Nguyễn Ái Quốc tập trung mọi nỗ lực truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin trong phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, chuẩn bị những tiền đề về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của một đảng cách mạng tiền phong của giai cấp công nhân Việt Nam. Đặc biệt, người không ngừng xúc tiến việc tìm đường trở về nước như nguyện ước lúc người ra đi từ bến cảng Nhà Rồng. Ngày 28 tháng 1 năm 1941, tức mồng 2 Tết Tân Tỵ, Nguyễn Ái Quốc về nước, mảnh đất Bác Bó Cao Bằng, nơi có địa thế hiểm trở, núi non hùng vĩ, quần chúng nhân dân đã được giác ngộ kiên cường tranh đấu, trung thành với đảng với cách mạng, một lòng tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, vào thắng lợi của cách mạng, được người chọn làm nơi đặt cơ quan chỉ đạo phong trào cách mạng và tiếp tục tạo ra những nhân tố quan trọng cần thiết để đưa cách mạng đến thành công. Năm 1930, người thống nhất các tổ chức Cộng sản Việt Nam và tổ chức hội nghị thành lập, sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là nhân tố đầu tiên và có ý nghĩa quyết định đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Đó cũng là sáng tạo lớn đầu tiên của người. Hơn 10 năm sau, khởi điểm từ mùa xuân Tân Tỵ năm 1941 tại Bác Bó Cao Bằng cho đến tháng 8 năm 1945, người đã thực hiện 3 sáng tạo lớn tiếp theo sau khi sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là sáng lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất, Mặt trận Việt Minh, sáng lập Lực lượng Vũ trang Nhân dân, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, sáng lập Chính quyền của Nhân dân, Ủy ban Dân tộc Giải phóng Toàn quốc. Từ ngày 8 tháng 2 năm 1941, Nguyễn Ái Quốc với bí danh là Già Thu đến ở hang Cốc Bó, tiếng Đồng có nghĩa là hang đầu nguồn. Phía dưới cánh cửa hang chừng 50 mét có con suối nước rất trong, được người đặt tên là suối Lenin. Một ngọn núi cao bên bờ suối được người đặt tên là núi Cáp Mác.
những cái tên thể hiện tư tưởng, mục tiêu, đường lối và niềm tin của người vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam theo con đường của chủ nghĩa Mác Lênin và cách mạng tháng 10 Nga vĩ đại. Ở Bác Bó, Bác Hồ từng lấy tên là Già Thu, ông kế cách mạng, đã sống những năm tháng vô cùng khó khăn thiếu thốn với cháo bẹ rau măng, nhưng tràn đầy niềm tin và lạc quan cách mạng. Tại đây, người đã triệu tập và chủ trì Hội nghị Trung ương lần thứ 8 tháng 5 năm 1941. Hội nghị đánh dấu sự chuyển hướng chiến lược của Đảng ta. Điểm nổi bật của nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 8 là việc giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa dân tộc và vấn đề giai cấp. Hội nghị chủ trương, trong lúc này, khẩu hiệu của Đảng ta là trước hết phải làm sao giải phóng cho được các dân tộc Đông Dương khỏi ách của giặc Pháp và Nhật. Nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập tự do cho toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc gia, dân tộc còn chịu mãi kiếp trêu ngựa, mà quyền lợi của bộ phận giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được. Cũng tại Bác Bó, Cao Bằng, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc liên tiếp mở lớp huấn luyện về tổ chức, vận động, chuẩn bị thành lập mặt trận Việt Minh, và chính người cũng đã chỉ đạo soạn thảo các văn kiện của Việt Minh như tuyên ngôn, chương trình, điều lệ. Bản chương trình cứu nước của Việt Minh gồm có 44 điều cụ thể về các chính sách chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, chính sách đối với các tầng lớp nhân dân, chính sách xã hội, chính sách ngoại giao. Để thực hiện hai điều cơ bản mà toàn thể đồng bào mong ước là làm cho nước Việt Nam hoàn toàn độc lập, dân Việt Nam được hưởng sung sướng tự do. Các chương trình vừa ích nước vừa lợi dân như vậy đã được nhân dân nhiệt liệt hưởng ứng. Mặt trận Việt Minh đã lôi cuốn và tập hợp sức mạnh quần chúng cả nước để đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân. Mặt trận Việt Minh đã góp phần quyết định sự thành công của cách mạng tháng 8 và vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh là vô cùng to lớn, giữ vai trò người cầm lái con tàu cách mạng vượt qua bão táp để cập bến độc lập tự do. Việt Minh là sự sáng tạo của tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc kết hợp với truyền thống đoàn kết, muôn người như một từ bao đời của ông cha. Cùng với việc xây dựng mặt trận Việt Minh, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã tập trung chỉ đạo việc tổ chức xây dựng căn cứ địa cách mạng, làm nơi đứng chân để xây dựng lực lượng, tích lũy lương thực, súng đạn, chuẩn bị tiền đề vật chất cho tổng khởi nghĩa cách mạng giành chính quyền. Dưới sự trực tiếp chỉ đạo của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, từ tháng 6 đến tháng 8 năm 1941, Đảng bộ Cao Bằng đã cử 70 cán bộ đi học quân sự ở nước ngoài. Đây là những hạt giống quân sự đầu tiên của căn cứ địa Cao Bằng, sau này là Cao Bắc Lạng, và khu giải phóng trong tổng khởi nghĩa cách mạng Cao Bắc Lạng. Bắt đầu từ căn cứ địa cách mạng Bắc Sơn, Võ Nhai, chỉ sau một thời gian ngắn đã phát triển thành cả một vùng rộng lớn, bao gồm 6 tỉnh, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hà Giang và Tuyên Quang. Theo lời Bác dặn, ngày 22 tháng 12 năm 1944, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của quân đội nhân dân Việt Nam ngày nay đã ra đời, tạo ra một cục diện mới trên mặt trận đấu tranh vũ trang cách mạng. Từ cuối năm 1940, tình hình trong nước bắt đầu những ngày cách mạng sôi sục, tình thế cách mạng phát triển thuận lợi, khởi nghĩa giành chính quyền đã trở thành khả năng thực tế hơn. Trong năm, nước ta bùng nổ 3 cuộc khởi nghĩa, đó là Bắc Sơn, Nam Kỳ, Đô Lương. Các cuộc khởi nghĩa tuy thất bại, nhưng Đảng ta đã rút ra được nhiều bài học quý về tổ chức và chỉ đạo đấu tranh vũ trang. Thời gian này cũng là lúc chiến tranh thế giới lần thứ 2 bùng nổ, chính phủ Pháp chính quốc tham chiến, chưa lâu đã phải đầu hàng làm tay sai cho phát xít Đức. Ở Đông Dương, chúng mở cửa rước quân Nhật vào, nhân dân ta lâm vào nạn một cổ hai chồng. Trước tình hình cấp bách, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đi đến quyết định sẽ về hẳn trong nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng. Để lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đi đến quyết định lựa chọn Cao Bằng là nơi trở về, Đảng bộ và nhân dân Cao Bằng lúc đó đã có một quá trình vận động tạo nên các yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa để trở thành địa điểm được lựa chọn. Từ cuối tháng 2 năm 1940, được tin Bác về đến Côn Minh, Vân Nam Trung Quốc, Trung ương Đảng cử một số cán bộ như Phạm Văn Đồng, bí danh là Lâm Bá Kiệt, Võ Nguyên Giáp, bí danh là Dương Hoài Nam, Đặng Văn Cáp, bí danh là Đặng Văn Linh, Hoàng Văn Lộc và một số đồng chí khác sang Trung Quốc để báo cáo tình hình trong nước và xin chỉ thị của người. Sau gần 3 tháng, đến tháng 5 năm 1940, đồng chí Phùng Chí Kiên dẫn đồng chí Đặng Văn Cáp đến Côn Minh gặp Bác. Sau khi trao đổi,
bác đồng ý phương án về nước bằng đường Côn Minh Lào Cai qua huyện Khai Viễn. Bác phái hai cán bộ về Hồ Kiều, một thị trấn của tỉnh Vân Nam sát địa phận tỉnh Lào Cai nước ta để thăm dò đường xá. Nhưng cuối tháng 6 năm 1940, xảy ra sự kiện quân Nhật ném bom khiến cho đường giao thông Côn Minh Lào Cai bị tắc nghẽn. Bác đi kiểm tra tình hình thì thấy phong trào cách mạng của quần chúng ở khu vực giáp biên này chưa cao, nên đề nghị các đồng chí trong đoàn tìm hướng khác. Đầu tháng 1 năm 1941, đồng chí Hoàng Văn Thụ, Ủy viên Thường trực Trung ương Đảng, từ Việt Nam sang Tĩnh Tây, Quảng Tây, Trung Quốc để gặp bác, đề nghị bác về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam qua lối Cao Bằng. Vì trình độ giác ngộ cách mạng của nhân dân dọc theo biên giới tương đối cao và đội ngũ cán bộ ở đây cũng khá vững vàng. Lắng nghe ý kiến của đồng chí Hoàng Văn Thụ, bác Hồ nhận định căn cứ địa Cao Bằng sẽ mở ra triển vọng lớn cho cách mạng nước ta. Cao Bằng có phong trào tốt từ trước, lại kề sát biên giới, lấy đó làm cơ sở liên lạc quốc tế vô cùng thuận lợi. Nhưng từ Cao Bằng còn phải phát triển về Thái Nguyên và thâm xuống nữa thì mới có thể tiếp xúc với toàn quốc được. Có nối được phong trào giữa Thái Nguyên với toàn quốc thì khi phát động đấu tranh, vũ trang lúc thuận lợi có thể tiến công, lúc khó khăn có thể giữ gìn. Từ nhận định này, ngày 6 tháng 1 năm 1941, Bác Hồ cùng đồng chí Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Phùng Chí Kiên, Đặng Văn Cáp được đồng chí Hoàng Sâm dẫn đường về bản Nậm Quang, Tĩnh Tây, Trung Quốc. Tại đây, bác đã mở lớp học và trực tiếp huấn luyện chính trị cho hơn 40 cán bộ từ trong nước cử sang. Lớp học kết thúc, người quyết định đi qua cột mốc biên giới số 108 về Bác Bó, Cao Bằng. Để chắc chắn hơn, đoàn cán bộ về nước chia làm 3 nhóm. Hai nhóm về trước nắm tình hình địch và tổ chức khảo sát đường đi. Ngay khi hai nhóm này lên đường thì nhóm thứ 3 trực tiếp bảo vệ bác cũng đi về bản Nậm Tẩy, Quảng Tây, Trung Quốc để chờ tin, sẵn sàng xuất phát khi điều kiện thuận lợi. Sáng sớm 28 tháng 1 năm 1941, tức ngày mồng 2 Tết Tân Tỵ, cả đoàn xuất phát từ bản Nậm Quang. Sau 8 giờ đi đường, khoảng 12 giờ trưa thì đến dãy núi Phia Sum Khảo, nơi có cột mốc số 108 biên giới Việt Trung, thuộc xã Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Ở thôn Bác Bó hiện nay vẫn còn đại gia đình bà Hoàng Thị Hoa. Gia đình đã nuôi dưỡng và tham gia bảo vệ Bác Hồ trong thời gian người ở tại Bác Bó. Lúc đó bà Hoàng Thị Hoa cùng hai em mình là Hoàng Thị Khìn, Hoàng Thị Bách là những thanh niên mới lớn. Theo lời bà Hoàng Thị Bách kể lại, về sau này chúng tôi mới biết Già Thu chính là Bác Hồ, chứ ngày đó không hề biết. Ban đầu, bác đến ở gia đình ông Máy Lì rất xa nhà tôi, gần hàng Cốc Bó bây giờ. Ông Máy Lì tên thật là Lý Quốc Súng, người dân tộc Nùng, một cơ sở cách mạng tin cậy mà đồng chí Hoàng Đình Dông đã dày công giác ngộ. Nhà ông Máy Lì là địa điểm thường được Trung ương Đảng chọn làm nơi hội họp và trạm dừng chân cho các cán bộ đi công tác qua lại. Hiện nền nhà ông Máy Lì đã được công nhận là di tích lịch sử trong quần thể di tích Bác Bó. Khách đến thăm hàng Cốc Bó, chỉ cần rẽ trái chách vài trăm mét trước cửa hang thì sẽ thấy nền nhà. Ở nhà ông Máy Lì ít hôm, bác nhận thấy đoàn cán bộ đông mà nhà ông thì chật. Hơn nữa, vấn đề bí mật an toàn trong hoạt động cũng chưa thực sự bảo đảm, cho nên ngỏ ý chuyển đi. Biết ý của bác, ông Máy Lì liền bảo, ở trên núi có một cái hang rộng, tôi vẫn thường giấu của quý ở trên đó để tránh bọn Tây vào ăn cướp. Hay cụ và các cán bộ ở vào đó đi. Bác kiểm tra thấy rất ưng ý nên cùng đoàn cán bộ chuyển vào làm việc trong hàng Cốc Bó. Ngày vào hang, bác đã khắc chữ đánh dấu ngày 8 tháng 2 năm 1941. Chính vì thế mà trước đây có một số tài liệu nhầm đó là ngày bác về nước. Hàng Cốc Bó là đầu nguồn nước, nơi ấy có dòng suối lớn, nước trong vắt thoát ra từ hang núi đá lớn. Trước đó dân làng gọi là suối Giàng. Bác cùng các đồng chí cán bộ đổi tên là suối Lenin. Ở phía trên hang đá bác ở là một ngọn núi đá cao, bác đặt tên là núi Cáp Mác. Đồng chí Đặng Văn Cáp, người bác sĩ kiêm vệ sĩ luôn đi bên cạnh bác Hồ, tức cảnh là một bài thơ. Suối Lenin cuồn cuộn, từ núi Mác chảy ra, suốt ngày đêm chẳng dứt, tới khắp cả gần xa. Bác đã họa lại thành bài thơ nổi tiếng, đó là non xa xa, nước xa xa, nào phải thanh thang mới gọi là đây suối Lenin kia núi Mác. Hai tay xây dựng một sơn hà. Khi bác về Bác Bó, đời sống người dân châu Hà Quảng lúc đó vô cùng cực khổ, lương thực chủ yếu là ngô. Có những gia đình thiếu đói,
Vào những ngày giáp hạt phải vào rừng để đào củ mài kiếm sống qua ngày. Có người vào rừng đào củ mài, đào chưa xong thì đã chết gục bên hố. Lại có những gia đình bốn đời chuyển nhau một tấm áo chàm, miếng vá nọ chồng lên miếng vá kia. Đến khi nhìn lại thì không còn nhận ra đâu là miếng vải may từ lúc đầu tiên nữa. Khó khăn đủ bề, lại sống dưới ách áp bức của thực dân phong kiến. Nhưng người dân Bác Bó đã hướng về cách mạng, bảo vệ Già Thu, người mà dân làng cũng chỉ biết đó là một cán bộ cách mạng cấp cao. Có lần giặc Pháp dẫn lính dõng về bao vây Bác Bó vì nghi là có cộng sản nằm vùng. Chị dâu của đồng chí Dương Đại Lâm, một thanh niên ở làng Bác Bó được Bác Hồ giác ngộ, đã mưu trí đi đường tắt đến báo cho bác và các cán bộ rút lui an toàn. Quân Pháp rất tức tối vì bao lần càn vào Bác Bó mà không hề phát hiện được dấu vết cán bộ nào. Để thị uy, chúng bắt được một tên thổ phỉ bèn giết đi, bêu đầu rồi rêu rao đó là đầu cán bộ bắt được ở Bác Bó. Dân làng đã kéo đến tận nơi để xem, biết đó là tên thổ phỉ nên đã tổ chức tuyên truyền cho dân làng yên tâm. Thấu hiểu tấm lòng cũng như nỗi khổ của đồng bào, tại hàng Cốc Bó, Bác Hồ tự sắp xếp nơi nằm nghỉ, chỗ nấu cơm, đun nước lá cây ổi uống thay trẻ. Bác tự kê mấy hòn đá thành bàn để dịch lịch sử Đảng Cộng sản Liên Xô làm tài liệu huấn luyện cán bộ cách mạng. Bác kêu gọi mọi người tăng gia để tự túc lương thực. Ở Bác Bó cho đến hiện nay, người dân vẫn coi trọng trồng hai loại cây mà bác đem về, đó là cây cải song và cây ớt. Cuộc sống của bác kham khổ đạm bạc, chỉ có cháo ngô, rau rừng như đồng bào quanh vùng. Nhưng cũng chính nơi đây, Bác Hồ cùng Trung ương Đảng đã cho ra đời nhiều quyết định lịch sử, tạo bước ngoặt của cách mạng Việt Nam. Tiêu biểu nhất là nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 về chuyển hướng chỉ đạo chiến lược, đặt vấn đề giải phóng dân tộc lên hàng đầu. Theo các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng hiện đang sống ở Bác Bó, sau Hội nghị Trung ương 8, bác càng làm nhiều việc hăng say hơn. Bác tổ chức lớp huấn luyện chính trị, quân sự ngắn hạn cho các cán bộ địa phương, viết thư kêu gọi chiến sĩ cách mạng, viết bài hoan nghênh thanh niên học quân sự, khuyên đồng bào mua báo Việt Nam Độc Lập, Thế Giới Đại Chiến và Phận Sự Dân Ta. Cũng tại đây, trong những lần trò chuyện, bác thường nhắc lại những cuộc chiến tranh lớn và tình hình thế giới trong nước, rồi phỏng đoán là độ 3-4 năm nữa, cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai sẽ bước vào hồi quyết định, và lúc đó sẽ là một cơ hội rất tốt cho sự nghiệp giải phóng đất nước. Đặc biệt, bác đã viết cuốn Lịch sử nước ta bằng thơ lục bát, ghi lại tất cả những phong trào chống ngoại xâm từ trước đến nay. Cuối bài có đoạn: Chúng ta có Hội Việt Minh, đủ tài lãnh đạo chúng mình đấu tranh, mai sau sự nghiệp hoàn thành. Cùng với đó, ngay dưới bài thơ, bác có viết: Những năm quan trọng, dòng cuối ghi rõ, năm 1945, Việt Nam độc lập. Vâng, thưa quý vị, sự kiện lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam cho thấy tầm nhìn chiến lược của vị lãnh tụ thiên tài không chỉ tạo ra bước ngoặt to lớn của cách mạng Việt Nam, đó là bài học về xây dựng căn cứ địa cách mạng, bài học về dự báo và nhận định, đánh giá đúng tình hình, xu thế vận động của cách mạng, từ đó kịp thời chuyển hướng chỉ đạo chiến lược, sách lược cách mạng phù hợp với tình hình thực tiễn đặt ra. Những bài học có giá trị và ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, Việt Nam xã hội chủ nghĩa hôm nay và mãi mai sau. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mọi thắc mắc hay ý kiến đóng góp, xin vui lòng bình luận bên dưới video. Đừng quên bấm yêu thích, đăng ký kênh và đón xem chương trình mỗi ngày. Thân ái hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.